Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình có làm một cái video hướng dẫn cho các bạn là cách cho rùa ăn cỏ một cách tối ưu nhất và được nhiều nhất. Thì đầu tiên là trong cái đĩa ăn này mình có chuẩn bị đó là ba loại thức ăn, đó là cỏ này, bắp cải này, mà rau muống. Cái thứ tư là loại củ, đó là loại củ cà rốt, mình có vào khoảng 2-3 sợi thôi. Còn rau với cả cỏ thì mình có cắt nhỏ đi để cho rùa nó dễ ăn. Thực ra là không phải dễ ăn đâu, thực ra là mình muốn làm như vậy để nó lẫn những cái thức ăn đó vào với nhau để rùa không phân biệt được giữa cỏ với cả rau. Ở những con rùa châu Phi ở cái môi trường hoang dã thì nó rất là thích ăn cỏ vì từ đời bố mẹ và những cái thế hệ trước của nó là đều sinh ra ở hoang dã rồi. Nhắm mắt lại đi để cho em gọi. Anh nhắm mắt lại đi chứ không là em xịt nước vô mát ráng chịu rồi nha. Oh, yeah.